không cần đa lễ. Mời, mời ngồi, cùng uống trà với ta. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, đa tạ sư tổ. Viên Dĩnh kính trà. Viên Dĩnh, Viên Phóng là bằng hữu của ngươi sao? À, đúng vậy. Hôm nay thật kỳ lạ, trong danh sách trong cung ta thấy một cái tên rất quen. Sau đó ta nhớ ra người này ta đã gặp ở nhà ngươi. Trí nhớ của sư công thật siêu phàm, tại hạ khâm phục. Có phải Di đại ca lại uống rượu cái gì nữa không? Ta còn nhớ lần trước ngươi nói người này đã thất tình, người gây ra tổn thương chắc là người trong cung. Không, tuyệt đối không phải. Huynh ấy thích một cô gái lầu xanh, sau đó cô gái bị bệnh chết, huynh ấy đã sa sút như vậy. Vậy sao? Nhưng ta được bẩm báo khi người này vào cung đã gặp Tiền Phu, thái độ hai người mờ ám. Theo như người thấy, có chuyện này không? Thật sự tôi cũng tìm đến với đại ca nhắc qua chuyện này. Huynh ấy không ngờ rằng cô gái hiền lương dịu dàng trước đây lại trở nên trở nên thế nào? Sử công, hiền phi thì vẫn là hiền phi. Người cứ nói thẳng đi, đừng sợ. Ta bảo đảm những điều này sẽ không lọt tới tai đường lương. Huynh ấy nói cuối cùng lại trở nên đanh đá như bây giờ, thật sự khiến người ta khó tưởng tượng đó. Vậy sao? Thật ra Viên đại ca và Phan đại nhân quen biết rất thân.